Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Cơ Trần Tiến nha. Đó thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần tay phíp nha. Cần tay phíp thì giá em bán này chưa bao gồm phí vận chuyển cô chú anh chị. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Ở phí vận chuyển của cần tay thì nó rơi khoảng tầm 45.000 một đơn anh em. Tầm khoảng 45.000 đơn nha. Thì anh em nào lấy cứ alo cho em, anh em lấy một cây cũng là một đơn. Mà lấy 2 3 cây cũng là một đơn nha. Một đơn thì nó là 45.000. Bên em sẽ không bao ship nha, thì cái mấy cần tay em bán một cây lời có 15-20 ngàn thôi. Bao ship thì em không có lời đâu, anh em một kêu bao ship thì đừng có gọi luôn nha. Em báo gõ, tại em bán một cây không phải như người khác là em nâng giá lên và bao ship cho anh em đâu. Giá em bán luôn luôn là chuẩn giá anh em à. Cây đầu tiên này là mã của nó là 639 nè. 639 này không phải cần tay nha, cây này cây gác cần anh em à. Cây này cây gác cần nha, để em tới gõ lại đây. Cây này cây gác cần. Ừ, hai cái đầu đây. Đó. Nó gác này, nó gác cần tay lên anh em. Chất liệu cây này là bằng bằng gì đây? Đem coi. Chất liệu cây này bằng phíp anh em. Cái chất liệu phíp nha. Đó, cứ nè anh em thấy không? Gác cần tay lên. Này cái đồ cắm xuống đất hoặc cắm xuống cát anh em, nếu mà anh em có thùng thì có thể kẹp lại. Kẹp lại cũng được nha, kẹp lại sẽ như vậy nha. Cây dài của nó là 1m8 anh em. Cái cán này mà dài 1m8 nha anh em. Dài 1m8. Ừ. Anh em muốn gấp gọn cứ bật lên thôi. Rồi, gấp vô. Rồi cây 639 anh em. 639 này nặng của nó là 270g ngọn 16 nha. 639 này giá 150 anh em à. 639 này giá 150.000. Cây 640 anh em, 640 nha. Cây này nó có túi luôn nè. Cây có túi luôn anh em à. Ừ, túi. Cái này tên của bên mấy Nhật nó câu anh em. Kiyashi gì đây? Ừ. Thông số cần thì không có nè. Cây này rút ngắn anh em, thu gọn nó 2 4 45 cm anh em. Cây này hãng Kosin. Ừ, cây này dài 4,5 m anh em, 12 lóng nha. Made in Korea. Cây này hoàn hình rất là đẹp anh em à. 4,5 m, 12 lóng. Made in Korea anh em. Mấy cây này độ cứng tương đương 2,5 m anh em, ngọn khá là mềm nha. Độ cứng tương đương 2,5 m thôi, ngọn khá là mềm. Hoàn hình đây này rất là đẹp anh em. Sáng chân à. Mấy cái này anh em dễ gì câu thôi. Đẹp, cây này hai độ cứng 2,5 m anh em. Cây này hoàn hình rất là đẹp luôn á. Cây này 640 anh em, mã 640 nha. Nặng 230g, ngọn 0,7 ly, gốc 25. 640 này để cho anh em giá 250 anh em. 640 để cho anh em giá 250.000 nha. Rồi, tới 641 là anh em một cái cần gút mini luôn, rút đóng ngắn nha, có túi đây. Cái này dài 4,5 m luôn anh em, hãng của hãng Richan anh em, Richan với Trà kia đây nè. Thu gọn nó 2 4 55 56 cm nha anh em. Chất liệu phíp anh em à. Chất liệu phíp nha. Rồi cái nè. Ngọn đây. Độ cứng mấy cái này tương đương 2,5 m anh em. 2,5 m. Đầu ngọn đây. Đầu cứng 2,5 m anh em. Hoàn hình mấy cây này nói chung còn khá đẹp á. Cây nào đẹp em sẽ báo đẹp nha, còn cây nào mà chày nhiều em sẽ báo chày nhiều, anh em cứ yên tâm nha. Nói chung là đẹp thì giá nó hơi cao tí nha. Còn chày nhiều thì giá nó rẻ hơn 5-60 ngàn cây rồi anh em, giống như cây đẹp với cây bán 200, 280, 200, 220. Thì cái xấu là khoảng 130, 140 thôi, tầm đó nha. Thì nói chung là chất lượng như nhau hết, chỉ có xấu đẹp thôi. Độ cứng 2,5 m. Mã nó là 641 anh em. Nặng 175g, ngọn của nó là 0,6 ly, gốc của nó 21,7 nha. 641 và để cho anh em giá là 230.000 anh em.
641 để cho anh em giá 230.000 nha. Mấy cây này anh em dễ gì câu thôi. Như 642 là cây cần tây lóng ngắn, anh em thu gọn nó 2 đây, 4 này, 55 56 cm nha anh em. Chỉ đây thì nó hơi bị rợn anh em ạ. Anh em thấy không? Chỉ hơi bị rạn thấy không? Không sao, bình thường anh em. Cái này dài của nó là dài bao nhiêu đây? Không để chiều dài luôn. Nó có để gì không mà không để chiều dài anh em ạ. Để em xem. Quay hình này có chày nhiều anh em. Cái này hình chày nhiều á. Cây này hình khá đẹp anh em, nói chung có chày á, cây dài ở mét 7 anh em, cây dài mét 7 nha, độ cứng cái này chắc cỡ 3h 3h rưỡi anh em, ngọn khá là cứng anh em à, độ cứng 3h 3h rưỡi nha, độ cứng 3h 3h rưỡi, dài 1m7 anh em à, dài 1m7. Cây này mã số của nó là 642, nặng 550g, ngọn 1 ly 2, góc 11 nha. 642 để cho anh em giá 120.000 thôi. 642 để cho anh em giá 120.000 anh em. Đi 643 này cần tây anh em. Một cây cần tây, chất liệu phíp. Trên cần thì nó cái thông số cần dài nó rớt anh em à. Anh em thấy không? Nó mất rồi. Ngoại hình thì cây này khá đẹp anh em, để em xem tổng nó dài bao nhiêu. Ngọn này ngọn khá là to nha, cây ngọn khá là to đó, ngoại hình chày đây anh em. Ngoại hình khá ok anh em, cây dài với cỡ 3m6 anh em à, 3m6 nha. Để em xem út thẳng nè, đúng rồi nè, quay lại 3m. Cây này em báo lại anh em, cây dài 3m3 anh em à, dài 3m3 nha. Cây đầu cứng nó cỡ chắc cỡ 3h 3h rưỡi anh em, ngọn khá là to anh em à. Cây này mã số nó là 643 nha, nặng 180g, ngọn 2 ly 7, góc 19 anh em. 643 để cho anh em giá 160.000 thôi. 643 để cho anh em giá 160.000 nha. Cây 644 anh em, 644 này nó có lưỡi chỉ gì đây nè, còn nguyên nè anh em. Anh em thấy không? Không biết còn lưỡi không đây. Ồ nó có lưỡi luôn anh em, có lưỡi luôn nha. Có lưỡi luôn. Nó có lưỡi luôn anh em, như hai cái lưỡi á. Cây này dài của nó là 3m9 anh em. Nè để thông số đây 13 nha, 13 là 3m9 anh em à. Chất liệu phíp. Cây này hình rất là đẹp anh em. Đẹp lắm à. Sáng chân à. Độ cứng khoảng 2h 2h rưỡi anh em, 2h 2h rưỡi nha. Ngọn khá là dịu anh em. Ngọn mềm nha, cây ngọn mềm. Cây đẹp. Đây nó dính dơ thôi, chùi nó hết à. Chùi hết anh em. Ngoại hình cây này rất là đẹp anh em. Sáng chân à. Cây này độ cứng 2h rưỡi nha. 2h rưỡi. Mã số nó 644 anh em. Nặng của nó 150g, ngọn 0,8 ly, góc 15,5 nha. 644 để cho anh em giá là 200.000 anh em, dài 3m9 nha, cần đẹp anh em à. 644 để cho anh em giá 200k. Mấy cây này anh em đi mua mấy cái shop khác bèo dù có 250 nè. Anh em tại em bán số lượng thì em bán cái giá không có nói thách được. Tại đồ em về rất là nhiều. Em bán số lượng ra, nói chung là bán ra lẹ để em thu tiền với lại lấy hàng thêm bán anh em. Chứ không phải là hàng ôm anh em à. Nên bán cái giá nới, anh em mà mua nhiều chỗ sẽ biết cái giá này nó rất là rẻ rồi anh em. Nó rẻ vài chục ngàn chỗ khác á.
dài 4 mét rưỡi nha, cần tay chất liệu phíp nha, hãng thì không thấy tên hãng đâu, nhưng mấy hàng hàng bãi không anh em, bãi Nhật nha. Ngoại hình để chung có chày dơ đây, có chày có dơ nha. Độ cứng 2h rưỡi nè, độ cứng 2h rưỡi. Quên cây này khá đẹp nha. Quên cây này khá đẹp anh em ạ. Dài 4 mét rưỡi nè, dài 4 mét rưỡi nha, chất liệu là phíp. Cây này 4645 anh em, 645 nha, nặng 175 g, ngọn 0,7 ly, gốc 19. 645 này để cho anh em giá 180.000 anh em. 645 để cho anh em giá 180.000 nha. Cây 646 anh em. 646 này cây cần tay đóng dài nha anh em. Cây này thông số đây, nó để đây nhưng mà nó bị chóc rồi anh em, không còn không thấy nữa. Nó có thường nó có cái tem bằng đề ca anh em, nó dán lên bị chóc rồi. Chất liệu phíp nha. Quà hình cái này nói chung khá đẹp anh em. Độ cứng nó tương đương 2h thôi, ngọn khá là mềm nha. Ngọn dữ nhiều à. Đó, dành cho anh em câu cá cháp với giò có hành cá nâu rất là ngon. Chất liệu phíp anh em. Cái lóng ở đây thì nó hơi tua ra tí nha. Anh thấy không? Lóng zin nó luôn nha, nhưng mà nó kéo cái vô lâu ngày nó sẽ mòn anh em, nó mòn, nó hở cái chân lên này, hở khúc, nhưng mà trong nó còn khúc nữa anh em, trong còn khúc như đây nữa, nên cứng nó anh em, cứng anh em cứ yên tâm nha. Nên coi này là bị gì anh em. Này nó hơi vớt nhẹ đây anh em, không sao, cái này thì lấy cái cưa cưa bỏ đây một tí anh em, cưa đây một cái một chút là nó hết thôi, rồi anh em lấy đánh mịn, anh em mà lấy em sẽ làm này lại nha, nói chung là em cưa bỏ đây một chút xíu thôi là ok, xong rồi lấy cái nhám đánh mịn lại là anh em bình thường, câu bình thường luôn á. Rồi cây này dài 3m6 anh em, cây dài chỉ có 3m6 rồi. 646 anh em, nặng 115 g, ngọn 0,8 ly, gốc 12,7 nha. Cây này nó bị này thì em báo gõ nè, thì em sẽ làm lại nha, em sẽ giải quyết lại này thì em sẽ gửi cho anh em. 646 này em bán cái giá rẻ nha, cây này em để cho anh em giá 135 ngàn thôi, đem lên bán 140 rồi, để 135. Cây này nếu mà không bị này cứ rơi khoảng tầm 180 anh em. 646 giá 135 ngàn anh em. Cái 647 nha, 647 cần tay lóng dài, dài của nó là 22 mét mấy á. Để em coi coi. Rồi cây dài 2x1 anh em. Cây dài 2x1 nha. Chất liệu phíp, quần hình nói chung là có chày dăm dăm nhỏ nhỏ ở đây. Chất liệu phíp nha anh em. Độ cứng tương đương 2h thôi, 2h 2h rưỡi, ngọn khá là mảnh dịu anh em, ngọn khá là mảnh dịu nha. Tổng thể cần đây anh em, độ cứng 2h 2h rưỡi. Cây này mã của nó là 647 anh em, nặng 50 g, ngọn 0,8 ly, gốc 9 ly nha. 647 này để cho anh em giá 120 ngàn thôi, 120 ngàn. Cây này giá quá mềm anh em. Cây 648 anh em, một cây cần Olympic nha. Olympic này không có để chiều dài ta. Chất liệu phíp anh em. Chất liệu phíp nha. Đầu cứng nè, đầu cứng cái này tương đương 2h 2h rưỡi thôi, ngọn khá là mềm anh em. Mấy cái này độ cứng như được như vậy thôi nha, chứ không có cứng lắm đâu. Cây đẹp anh em à, cây đẹp nha, sáng chân à. Anh em cái gì câu thôi, để em coi tổng chiều dài nó bao nhiêu.
21. Cây cỡ chắc cỡ 3m3 anh em, cây dài 3m3 nha. Cây này dài 3m3 anh em à. Cây rất là đẹp. Đẹp chưa? Dài 3m3. 648 anh em. Nặng 125g, ngọn 0,8 ly, gốc 13,6 nha. 648 này để cho anh em giá là 160.000 anh em. 648 để cho anh em giá 160.000. Cái đầu hình rất là đẹp anh em. Dài 3m3 anh em à. Cây 649 là cây cần tây nha anh em. Tây cây này dài của nó là 4m5 anh em. Dài 4m5 nha, chất liệu phíp. Chất liệu là phíp anh em. Ngọn khá là to nguyên luôn. Cây đầu cứng cỡ 2m5 anh em. 2m5 3h á. Thì giờ anh em đánh giá nha. Chất lượng cần nói chung khá đẹp. Chất lượng cần khá đẹp anh em. Tổng thể cần đây. Cây này mã số của nó là 69 nha. Nặng 290g, ngọn 1.8 ly, gốc 23 anh em. 649 này để cho anh em với giá là 4m5 anh em. 220.000 anh em à. 649 để cho anh em giá 220.000 nha. Cây 650 là cây cần tây, không lỡ anh em thu gọn 2 4 6 70cm nha. Cái này chiều dài của nó là bao nhiêu đây, nó mờ căm ở đây là không thấy chiều dài anh em. Để cao thẳng nha. Quả hình nói chung có chày nha. Độ cứng 2h5, đầu ngọn khá là mạnh anh em. Cho anh em xem từng lóng trước nha. Quả hình cái này rất là đẹp anh em à. Sáng chân. Đẹp lắm anh em. Đâu em coi tổng hết chiều dài bao nhiêu anh em. À, cây này dài ở tầm khoảng 4m2 đến 4m5 anh em, tầm đó nha. 4m2 4m5 á. Nói chung mấy cần phíp này giá rẻ mà nó trên nhau có một chút xíu mà. Nhưng cần nguyên bản nha, chưa gãy ngọn đâu. Em nhắm tầm khoảng 4m2 4m5 anh em. Ở đây nó có thông số mở mờ căm không thấy rõ anh em à. 650 anh em, nặng 270g, ngọn 0,9 ly, gốc 27 nha. 650 này để cho anh em giá 180.000 thôi anh em. 650 để cho anh em giá 180.000 thôi nha. Thì 651 này cần tây lắm, dài anh em. Cái này nó chạy rất là nhiều anh em. Thông số cần thì nó mờ căm à, nó chóc hết rồi, chạy nha. Nó chạy cũng khá là nhiều á. Độ cứng này tương đương 2h5 thôi, ngọn khá là mạnh nha. Đây chày đây. Nói chung là mấy cần phíp này dễ chày lắm anh em. Chất lượng cần còn rất là ngon nha. Chất lượng cần còn rất là ngon. Cây này dài nó 4m5 anh em. 4m5 nha. Cây dài 4m5 anh em à. Quên chày đây. Tổng thể cần cho anh em đây. Cây này mã số nó là 651 nha. Nặng 350g, ngọn 0,9 ly, gốc 27,5. 651 để cho anh em nó chày cũng hơi nhiều nha, để cho anh em giá 180 thôi. Nói chung là chày cũng ít thôi, hoài vòng hoài anh em, còn lòng trong còn khá đẹp á anh em. Là mấy lòng trong đẹp lắm à. Thấy không anh em, thấy không? Chỉ có cái lóng hoài thôi, lóng hoài nó nằm trong bãi anh em, nó cạo cả lại sẽ dễ bị chày lắm này. 651 giá 180 nha anh em. Thế 652 này cần tây anh em, cần tây lóng dài nha. Dài của nó là 4m5 anh em, cây dài 4m5. Ngọn này cũng khá là nhỏ nè. Quả hình cây này khá đẹp nha.
độ cứng 2,5 thôi, 2,5 nha. Chất liệu là phíp. Chất liệu phíp anh em. Cây rất là sáng anh em. Đẹp. Tổng thể cần đây. Cây này mã nó 652, nặng 150g, ngọn 0,8 ly, gốc 18 anh em. 652 này để cho anh em giá 200.000 thôi anh em. Dài 4,5 m nha anh em. 652 để cho anh em giá 200.000 thôi. Dài 4,5 m. Tới 653 anh em. 653 này cần tay, cần tay nha. Cây này nó thông số nó có không? Đây đây. Cây này hãng tay qua anh em. Dài của nó 3,6 m nha. Cây dài 3,6 m anh em à. 4 lóng, chất liệu phíp, ngoại hình nói chung có chày nha anh em. Ngoại hình có chày dăm dăm. Dài 3,6 m nha. Độ cứng cái này tương đương tầm khoảng 2,5 m thôi. Độ cứng 2,5 m nha anh em. Quên khá đẹp á. Nên xem. Cây dài 3,6 m. Trên cần có để luôn. Tắt lát nên bấm lát gì. 653 anh em, 653 nặng 115g. Ngọn của nó 1 ly 7, gốc 18,4 nha. 653 để cho anh em giá là 180.000 thôi. 653 để cho anh em giá 180.000 nha. Tới 654 anh em, 654 thì cần tay nha. Cây này hãng của nó hãng Olympic anh em. Dài 3,6 m nha, để đây giữ 12 đây, 12,4 12,4 lóng anh em. 12,3,6 m có 4 lóng nha. Chất liệu là phíp. Ngoại hình nói chung cây này nói chung mà cũng khá ok á. Độ cứng cái này tương đương 2,5 m anh em, 2,5 m nha, 2,5 m thôi. Tầm đó nha anh em. Ngoại hình nói chung chạy đây nè. Anh em phải chạy nó sơn anh em. Nó sơn anh em. Anh em có thể về lấy cạo coi nha. Đó, anh em lấy cạo bung đó đâu. Nó sơn á, tụi mấy tụi Nhật nó sơn, biết sơn làm cái gì. Cái này là dấu dấu sơn nha, chứ không phải dấu quên cái này nói chung là còn khá ok anh em. Có chày. Có chày dài 3,6 m anh em, có chày. Tổng thể đây. Tổng thể cần đây anh em. Cây này cái mã của nó là 654 nha. Nặng 150g, ngọn 0,7 ly, gốc của nó là 15,4 m anh em. 654 này dài 3,6 m để cho anh em giá của nó là 170.000 thôi. Cái đồ hình khá đẹp anh em. Nhưng mà cũng có chạy nha, hàng bãi bắt buộc có chạy, chạy là quá ok anh em à. 654 giá 170. Tới 655 nha, 655 này cây này nó không có thông số nè. Chân chu. Không có thông số. Này chắc bị gớt á, lâu lâu ngày quá mấy đề can nó dán thông số nó gớt mất tiêu. Độ cứng nó tương đương 2,5 m anh em, ngọn khá là mềm nha. Chất liệu là phíp anh em à. Ngoại hình rất là đẹp. Cái này ngoại hình rất là đẹp nha. Cái này ngoại hình rất là đẹp. Để em xem tổng thể cái này dài bao nhiêu đây. Còn 2 lóng nữa. Cái này 3,6 m, 4,5 m nè. Cây này dài 4,5 m nha. Đó, cây dài 4,5 m. 655, nặng 330g, ngọn 1,5 l, gốc nó 27,5. 655 này thì để cho anh em với giá là 200.000 thôi. 655 để cho anh em giá 200.000 thôi. Ngoại hình rất là đẹp nha. Rồi, tới mã 656 anh em. 656 cái gần tay nha anh em. Tay cây này dài của nó là 10 trong số mười mấy ta. Để em coi chất liệu phíp anh em.
coi dài bao nhiêu. Độ cứng 2H 2H5, anh em ngọn khá là mềm á. Chất liệu phía của hình rất là đẹp luôn á, cây này đẹp lắm anh em ạ. Cây của hình rất là đẹp luôn anh em. Em coi nó dài bao nhiêu. Cái này lông này thêm lông này nữa. Cây dài 4m2 anh em. 3m6 để em coi. 2 4 6 à 4m5 anh em, cây dài 4m5 nha. Cây dài 4m5 tại em đo gạch thì 3m6 thì trên thêm 60 nữa. Với lại thêm cái đống kia nó 4m5 anh em. Cây dài 4m5 nha. 4m5 độ cứng 2H 2H5 thôi. Cây này hình rất là đẹp anh em. Sáng chân luôn anh em à. Dài chuẩn 4m5 luôn. 656 anh em. Nặng 175g, ngọn 0.7 ly, gốc 19 nha. 656 để cho anh em giá cho nó là 230.000 anh em. 656 để cho anh em giá 230.000 nha. Cây này rất là đẹp anh em. Sáng chân à. Thì 657 là cần tay lắm, dài anh em. Dài này 3m9 nha anh em. Thông số 15-13 đây. Dài 3m9, chất liệu phíp. Ngoại hình đây nói chung có chày nha. Chày đây. Độ cứng nó tương đương 2H5 anh em, ngọn khá là mềm nha. Ngọn khá là mềm. Ngọn khá là mềm anh em à. Đây thì nó dạng như nó sơn đen khúc này anh em. Lâu ngày quá thì nó mất cái sơn đen, nó hiện cái lớp sơn đỏ ở trong anh em. Tổng thể đây. Cái này mã số của nó là 657 anh em, nặng 115g, ngọn là 1 ly, gốc 16 nha. 657 này để cho anh em với giá là 180.000 thôi. 657 để cho anh em giá 180.000 anh em. Tới 658 là cây cần tay ống dài luôn. Cây chất lượng phíp nha, quần hình xấu nha. Quần xấu, thông số có cần thì nó không, nó bị mờ hết rồi, nó chốc hết rồi, không thấy thông số dài bao nhiêu đó anh em. Cây này dạng như giả chút anh em. Cần phíp mà nó giả chút anh em à. Nó giả làm giống như cần chút ra. Chất liệu bằng phíp nha. Cây này dài của nó bao nhiêu đây? Đây xem. Cây dài cỡ 2m này. 7. Cây dài có 2m4 anh em, cây dài 2m4 nha, cây dài 2m4 anh em à. Quần khá xấu. Giá mềm cho anh em luôn. 658 nha, nặng 70g, ngọn 0.9 ly, gốc 11. 658 này để cho anh em giá 100.000 thôi. 68 để cho anh em giá 100k nha. Đi 659 nữa nè. Một cây cần tay lắm, dài. Hãng NFT nha, chất liệu phíp, cây này cũng lâu đời lắm rồi. Thông số dài nó mượt, nó bay luôn anh em. Này cái lớp này ghi thông số anh em. Bay luôn rồi không thấy nữa. Nó chỉ còn cái cơ đê ở đây thôi. Cái mã cơ đê cơ hạ của cái hãng sản xuất bao nhiêu, số lượng bao nhiêu anh em. Chất liệu phíp nha, ngoại hình để chung là ổn, đẹp. Độ cứng 2H 2H5 anh em. Độ cứng 2H 2H5. Chất liệu là phíp anh em. Đem coi đó, ngoại hình như vậy nha. Nói chung có chày em dâm. Để em coi tổng chiều dài nó bao nhiêu. Em tháo, em kéo hết ra em đo mới biết. Đây à. Để em tí nha. 3m6 nè. 3m6. 2. Cây này dài 4m2 anh em. Cây này dài 4m2 nha. Dài 4m2.
Đó, dài 4m2. Cứng của nó là 2,5 anh em. Cây này mã số nó là 659 nha. Nặng 170g, ngọn 0,9 ly, gốc 17. 659 này để cho anh em với giá là 180.000 luôn anh em à. 659 này để cho anh em với giá 180.000 một cây cần dài 6m2, ê 3m, 4m2 anh em. Một cây cần dài 4m2 nha, 4m2. Dài tới 6 năm mấy đây. 660 anh em, 660 này cần tay đóng dài. Made in Korea nha, dài nó 3,9 m. Dài 3,9 m anh em. Ngoại hình thì nói chung là có chày nha, nhưng mà còn khá là ok anh em à. Độ cứng tương đương 2H, 2,5 h, 2H thôi. Cái này ngọn này khá là mềm nha, dẻo. Chất liệu phíp anh em. Quen cái này khá đẹp anh em. Cái này quen đẹp. Tổng thể đây. Cái này mã của nó là 660. Nặng 175g, ngọn 0,6 ly, gốc 17,4 nha. 660 này để cho anh em giá cũng là 180.000 thôi anh em. 180.000. Cái 661 nha. 61 cần tay lóng dài. Dài của nó là cái này chắc cỡ 2,7 m quá, để em coi. Dài nhiêu đây? Cây dài 2,4 m anh em. Cây này dài 2,4 m nha anh em. Dài 2,4 m, hãng Olympic luôn. Cho anh em xem từng lóng. Đầu cứng 2H, 2,5 h, đầu ngọn khá là mềm nha. Đầu cứng 2H đi. Ngọn khá là mềm anh em. Tổng thể đây nè. Dài 2,4 m. Mã 661 nha, nặng 75g, ngọn 0,7, 0,8 ly, gốc 11,8 anh em. 661 này để cho anh em với giá là 661 để cho anh em với giá là 120.000 anh em à. 661 này giá 120k. Thì 662 cần tay lóng dài nha. Cây này New York gì đây? Không có để chiều dài anh em à. Không có để chiều dài, có tem Nhật ở đây luôn nha. Ngoại hình cây này nói chung khá là đẹp. Cán cái nắp đít nó bằng nhôm, bằng inox luôn anh em. Thường là phíp nó nắp đít nó bằng nhựa không à, inox thì cứ dành cho những cái cây cần, nói chung là cũng đắt tiền. Phíp thời bây giờ mà đắt tiền nó mới có anh em, chứ phíp mà nó là thường nó chỉ là nắp nhựa thôi. Ồ về cái này không phải cần tay nữa mà nói tới nó lui nó bậy rồi. Cây này không cần phải cần tay nha. Cây này cái cán vợt anh em. Cán vợt ốc ren nó 18 anh em. Ơi ốc ren nó 10. Ốc ren 8 anh em. Ốc 8 nha. Ốc 8. Tại cái đàn Nhật nó có hai loại ren, ren 8 và ren 12. Ren 12 dành cho những cái cán to, còn ren 8 dành cho những cán nhỏ nha anh em. Cây rất là đẹp anh em. Cây này dài cái cỡ của nó là mét tám mấy, mét bảy, mét chín, 2 m mấy á, 2 m, cây 2,2 m lẻ mấy á, anh em, nhưng mà em tính cho anh em 2 m thôi. Cái cán này nó dài 2,5 m, nhưng mà tính anh em 2 m thôi. Cây này qua rất là đẹp. Hôm bữa có nhiều anh hỏi mấy cây này lắm nè, mà nhưng giờ lòi đầu ra một cây em tưởng cần tay. Hôm bữa anh nào hỏi thì đặt thì cứ gọi lại nha. Bữa anh em hỏi mấy cây này rất là nhiều. 662 nha, nặng 230g, ngọn 21,7 anh em. 662 này cái cán vợt này để cho anh em với giá là 230.000 nha. 662 để cho anh em giá 230.000 nha. Thì 663 này cần tay lóng dài nè. Dài 1m8 nha, hãng Shimano. Dài 1m8 hãng Shimano anh em. Ở đây nó có cái chỗ nè, em xem kỹ lại. Đây, đây, đây. Anh em thấy cái chỗ này không?
cái chỗ này cái lường nó, em tưởng nứt anh em bóp vô đây, nếu mà nứt bóp vô là nó bị dớp liền, đúng không? Em nãy em cũng tưởng nó bị nứt, không phải, nó không phải anh em, nó bị gì đó, nó bị xước anh em, nó bị xước cái sợ cái lớp sơn anh em, nhìn vô tưởng y khung như nứt luôn nhưng mà không phải, nước nứt bóp vô cái là bị dớp lóng liền anh em à, nứt mà bóp vô cái là dớp lóng liền anh em, không bị dớp nha. Ừ, em báo gõ bị như vậy này, chất lượng cần nó là cần phíp anh em, dài 1m8, độ cứng 2H2,5 thôi, ngọn khá là mảnh nha, ngọn khá là dịu anh em. Tổng thể cần đây, cây này mã số 663, nặng 55 g, ngọn mà 0,7 ly, gốc của nó 10 nha anh em. 663 này để cho anh em với giá là 100k thôi. 663 để cho anh em với giá 100.000 nha. Thì 664 nè. 664 này cây cần tây lóng dài. Dài của nó là 3m6 anh em. Cái này dài 3m6 nha, có để đây nè. Mà cái số 3 nó hơi mờ anh em mà. 4 lóng anh em. Chất liệu là phíp. Ngoại hình thì nói chung là còn khá ok á. Khá đẹp nha. Hàng bãi vậy là quá ngon rồi. Cái đầu ở đây thì bên tụi Nhật nó tự quắn anh em. Anh em không thích thì về có thể tháo ra gắn đầu vào đầu dây ghi vô nha. Còn không để gì câu bình thường là không gì hết nha anh em. Chất liệu bằng phíp, độ cứng nó 2H anh em. Độ cứng 2H nha. Ngoại hình nói chung khá đẹp á. Đó, anh em thấy không? Không thích cái cọng dây anh em về tháo ra anh em làm dây khác vào nha. Tổng thể đây. Cây này mã số 664 anh em. Nặng 115 g, ngọn 0,8 ly, gốc 15 nha. 664 này thì để cho anh em với giá là 150.000 thôi anh em. 664 để cho anh em giá 150.000 thôi nha. Thì 665. 665 này cần tay lóng dài anh em, dài 2m7 nha. Dài 2m7, chất liệu là phíp. Chất liệu là phíp anh em à. Độ cứng 2H, ngọn khá là mềm anh em. Độ cứng 2H, ngọn khá là mềm nha. Tổng thể cần đây anh em, ngọn khá là nhỏ, cái đó góc khá là nhỏ anh em, nhỏ nhỏ hơn cái lóng tay cái mình. Mấy cây này cộng cái viết ngon. 665 nha anh em. Nặng 60 g, ngọn 0,6 ly, gốc 11,7 nha. 665 này thì để rẻ cho anh em giá 100.000 thôi. 100k. Thì 666 anh em, 666 này cần tay nha anh em. Dài 4m5, made in Korea. Chất liệu bằng phíp anh em à. Chất liệu phíp nha. Ngoại hình cây này nói chung mà còn rất là tương đối là đẹp anh em. Tương đối là đẹp nha. Đầu cứng đó, tương đương là 2H, 2H5 anh em, tầm đó nha. Chất liệu là phíp. Ngọn đây, quên báo cái ngọn cho anh em luôn. Cái ngọn này chưa có dây nha anh em, về gắn dây vào nha. Gắn dây vào chơi. Ngoại hình rất là đẹp. Cây này hình rất là đẹp. Ngoại hình cây này rất là đẹp nha anh em. Tổng thể cần đây. Cây này mã số nó 666 anh em. 3 chú 6 luôn nha. Nặng 175 g, ngọn 0,8 ly, gốc 18,5. 666 này để cho anh em với giá là cái này 4,5 mà 200.000 thôi. 66 để cho anh em giá 200k. Giá này em bán là cho anh em về giờ gắn cái đầu dây vô chơi nha. Chứ cái này em có đầu dây em bán 220 á thì báo gõ cho anh em luôn. Chứ mất công anh em không biết nha. Thì 667 nè, một cây cần tây lóng dài. Cây này hãng của nó hãng gì đây? Cái gì mà không thấy anh em, cây này hãng gì đây?
Nè anh em xem nha, anh em biết thì anh em đọc nhé, em cũng chả biết mấy cái này là gì luôn đây. Đó, dài nó không để luôn, có để mà em không không đọc được anh em. Có nắp luôn đây, có nắp nha, cái này có nắp. Độ cứng 2H coi anh em, 2H 2,5 nha, ngọn khá là mảnh á. Chất liệu lập phíp anh em à. Để em coi em đo tổng chiều dài nó bao nhiêu. Rồi cây này dài của nó là 4,5 m anh em. Cây dài 4,5 m nha. Dài 4,5 m. Đó, đóng nắp lại. Tổng thể đây nè, dài 4,5 m, cây này rất là đẹp. Rất đẹp luôn á. 667 anh em, nặng 165 g, ngọn 0,8 ly, gốc 19 nha. 667 này đợi cho anh em với giá là 250.000 anh em à. 667 để cho anh em giá 250.000, cây rất là đẹp anh em. Rất đẹp luôn á. Đi 668 anh em. 668 này cần tay đóng dài. Dài 3 mét anh em, cây này dài 3 mét 3 lóng nha, ngoại hình rất là chạy cũng khá là nhiều á anh em. Cây này ngoại hình chạy cũng khá là nhiều nha. Em thấy rõ không? Chất liệu là phíp anh em à. Đây là ngọn tháp sợi tinh nha, ngọn tháp sợi tinh. Ngoại hình chạy. Nó chạy khá là nhiều đây. Dài 3 mét thôi. Cây này anh em nào mua mấy cây trên đây nè thì kẹp vô mua được nha. Chứ một cây cái loại cây này không bán thì nói chung tiền vận chuyển nó cũng hơi cao á. Anh em mua nhiều cây thì kẹp cây này vô được, em bán giá rẻ này thôi. 668 anh em, nặng 80 g, ngọn 0,7 ly, gốc 11,7 nha. 668 để cho anh em giá 80.000 thôi anh em. Đó, thì anh em nào mua mấy cây trên thì kẹp vô lấy cái này cũng ok nha anh em. Tới 669 anh em, là cây cần tay đóng dài, dài 4,5 m, made in China anh em. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. China chứ hàng nó hàng nội địa cũng rất là ngon anh em, chứ không phải hàng tào lao đâu. Bây giờ hàng thị trường bên Nhật bản là 70% là của Trung Quốc hết anh em. Còn 30% Nhật Bản nó chỉ chiếm khoảng tầm 5% thôi anh em. Còn lại 70% Trung Quốc và 25% thì của các nước khác anh em. Tất cả đồ gia dụng hay đồ điện tử của Trung Quốc hết. Nên tại sao anh em nói đồ Nhật mà sao có made in China? Nói chung là nó made in China quá trời anh bển, nhưng mà nó là hàng sản xuất và xứ sản xuất Trung Quốc, nhưng mà nó là only Giao Bang anh em, duy nhất tại Giao Bang, có nghĩa là tiêu thụ duy nhất tại Giao Bang thôi, chứ không phải là hàng hàng dạng như xuất khẩu anh em. Nên chất lượng rất là tốt nha, chất lượng nó của Trung Quốc sản xuất tại Trung Quốc, Nhật ngang ngửa nhau rồi. Nói chung là cái công nghệ thôi, chủ yếu công nghệ của Nhật thôi là rất ok rồi anh em. Cây này mã số 669 anh em. Nặng 220 g, ngọn 0,7 ly, gốc 19 nha. 669 này thì đỡ cho anh em với giá là 200.000 thôi. 669 để cho anh em giá 200k thôi. Rồi, anh em lấy cần số máy cứ alo cho em nha. Lấy cần số máy cứ alo cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.